Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay là tụi em cũng có một vài đơn hàng gửi đến cho mấy cô với lại mấy chị ở Mỹ. Ở Úc thì sáng ngày hôm nay là trong lúc mà đến đây thì tụi em cũng đóng gói rồi có xin anh chủ ở đây là cho tụi em là quay phim với lại phỏng vấn một vài câu hỏi luôn. Để không thì có nhiều cô chú anh chị hỏi tụi em là tại sao mà giá đi Mỹ hoặc là đi Úc mà mình đi bằng cái đường mà đường vận chuyển nhanh á, chuyển phát nhanh thì nó lại mắc hơn, mắc đến như vậy. Thì thực ra cái này là phải nhờ anh trả lời giúp tụi em, bởi vì toàn bộ là cái chi phí như thế nào là do bên anh báo giá cho tụi em hết, và tụi em chỉ đưa ra giá cho như vậy cho cô chú anh chị thôi. Bây giờ là tụi em chuẩn bị đóng hàng rồi, có gì tụi em sẽ xin anh phỏng vấn một vài phút nhé. Đây là bằng thùng khô mà tụi em chuẩn bị gửi đi nước ngoài. Mỗi cái thùng hàng khi mà gửi đi cho cô chú anh chị là em phải tự tay em xem ở bên trong là hàng nó còn được dư chất lượng là như là khi ba mẹ em đóng gói ở dưới hay không em mới cho gửi đi. Tùm lum tà la thùng hết trơn nè. Cái này là của cô Kim nè. Cô Kim ở Sài Gòn nè. Cái này là ở Sài Gòn, sạc bổi 2kg. Sạc bổi nhỏ. Đây là cá lăng. Bây giờ là đóng gói khô. Dạ đúng rồi, 5 bịch này nè. 5 bịch đúng rồi, 5kg. 5 bịch 5kg luôn hả? 7kg. 3 bịch tôm. Cá kèo. Kèo. Và đây là một thùng đã xong. Anh sẽ đem lên cân ký nha. Ở đây là mình sẽ cân cái thùng là mua 5kg khô. Thì khi mà cân để mà chuyển đi thì nó sẽ ra là 5,5kg. Bạn trẻ ngồi soạn khô tiếp tục. Đây, cái thùng này là đi Mỹ. Cái này 5 cái đi Mỹ. Có 5 cái đi Mỹ, 5 cái đi Úc. Cái lợn này là cái gì ta? Ở dưới nhà. 5 cái đúng rồi. Dạ, 5 cái đi Mỹ, 5 cái đi Úc với lại 1 người cái đi Mỹ. Cái này là 5 cái đi Mỹ đây. Kiểm lại coi, kiểm to lại coi có đúng không nha. Lấy to như vậy. Cá lóc. Khô cá lưỡi trâu. Đây là khô cá lưỡi trâu. Khô cá khoai. Khô cá khoai. Cái sạc lớn đây. Nè, sạc lớn là bình thường là bằng tay của Bi luôn á. Đây. Kèo. Một con sạc lớn. Bằng tay luôn. Cái bọt lại cái là rất là nhiều. Cái loại cá kèo này rất là nhiều. Thank you.
khui thùng đập hộp đập hộp. Vì cái này á là còn có những cái to mà em gửi ở Sài Gòn rồi, cho nên phải mở ra xem như thế nào. Cái này là 10 kg hả? Thùng chắc thùng đúng thùng 10 kg luôn. Cái này là 10 kg. Tôm khô. Anh lạp xưởng tôm là đem đi Mỹ được đúng không anh? Lạp xưởng tôm thì đi được. Rồi ok. Lạp xưởng tôm đi được nhưng mà lạp xưởng thịt không đi được đúng không? Ờ. Ok. Rồi từ từ phải mở ra coi đàng hoàng. Đây là tôm nhỏ đây nè. Đây là loại tôm khô nhỏ. Tôm khô này dùng để gì? Nấu canh hả? Nấu canh hoặc là xào cơm. Nấu canh hoặc là xào cơm. Này là lụ đù. Thì cái này em cũng nói luôn là đù đù là bình thường là mình sẽ còn còn đầu phải không, còn đầu còn đuôi, nhưng mà khi mà cân ký thì em cân đúng ký, đúng 1 kg xong rồi em sẽ cắt đầu cắt đuôi cho nên nó sẽ mất đi mấy trăm gram. Cái này là của một chị ở Mỹ đặt hàng. Cá lăng phòng thì cũng tương tự như vậy, em cân đúng 1 kg, sau đó là cắt bỏ xương, những cái mà mình không ăn được thì mình sẽ cắt bỏ đi để khi mà gửi thì nó sẽ không có bị tốn phí nhiều quá. Với lại cô chú anh chị bên đó có thời gian nhiều để mình mua về xong rồi mình còn phải làm mà mình cắt nữa thì nó hơi bị khó. Này là gì, lưỡi trâu đúng không? Này là lưỡi trâu, khô cá lưỡi trâu rất là to. Đây. Đây ạ. Khô cá lưỡi trâu. Rất là to. Còn này là cái gì? Cá thiều hả? À? Cá thiều Trung Quốc hả? Đây là cá thiều Phú Quốc. Là củ tôm 1 kg. Đây. Ui sao nhiều quá vậy ta? Một cái là nửa ký đúng không? Chỉ có 1 kg thôi. Thì của cô Kim đặt nữa mà. Một cái là nửa ký, hai hộp là 1 kg. Lấy hai hộp ra. Cô Kim đặt là lạp xưởng thịt. Nè cái này tôm nè. Lạp xưởng tôm thì đi được nhưng mà lạp xưởng thịt thì không đi được. Lạp xưởng tôm 1 kg. Kiểm tra cho em bắt đầu đúng rồi, xương tôm. Lưỡi trâu lớn, cá thiều. Nè, lưỡi trâu lớn nè. Cá thiều có. Lưỡi trâu lớn. Lưỡi trâu lớn có. Rồi gì nữa? Lưỡi trâu lớn, lù đùn 2 kg. Lù đùn 2 kg, ok. Lù đùn, đây. Đùn bắt nhỏ 2 kg. Đùn bắt nhỏ 2 kg. Phần 2 kg. Đây, 1. 2. Củ tôm 1 kg có rồi, có sạch 1 kg. Rồi, đủ. Rồi, đủ 1 kg. Thì đợt này tụi em đi một lần đến 8 đơn hàng rồi. Cho nên là từ dưới quê gửi lên thì phải gửi chung, và khi lên đây thì tụi em phải kiểm lại hàng trước khi mà gửi đi cho khách. Đập hộp hùng thứ 3. Đừng có đưa cái tay vô. Dị lắm ghê bà. Nó là cái gì vậy? Bọc á. Bọc cho mấy cô ở đây. Ok. Tại vì qua đây thì đập hộp hết trơn, đâu còn phụng nữa đâu. Chung là bữa nay là đi lấy hàng là dễ, là bởi vì là do xe đến lúc nào thì tụi em mới đi đến lúc không có lấy có được, chứ muốn đi sớm cũng không được. Còn xe nó chưa tới. Cái này sạc lớn nửa ký nè. Chắc cái này là gửi tặng hả? Này sạc đúng lớn luôn á. Một bàn tay luôn á. Con nào cũng lấy bằng một bàn tay luôn. Có cái bill nè. Đây mới là cái sạc lớn nè.
lớn đúng không? Đúng rồi, bằng tay của em là lớn đúng rồi. Thì anh nói là cái đó của cô mà. Cái đó là của cô Kim mà. Người ta đã nói rồi mà không tin. Cái đó 5kg chứ. 5 bịch là 5kg chứ. Ờ, 5 bịch 5kg. 2kg này không? 5kg. Như biết đi Mỹ. Cái này là tôm khô. Cái này tôm khô gì vậy? Loại mấy vậy? Cái này tôm khô loại mấy vậy? Tôm này là tôm đốc á, tôm đốc này là 900.000 một ký. Mà cái chị này là đặt 1,5kg mình vô bịch nửa ký. Đặt 1,5kg cho nên mỗi bịch là nửa ký. 3 bịch. Anh bên kia anh đang dán thùng cho nên kéo đẹp ra. Mình vô bọc để lá hương gửi cho nó. Cái này là đặc trưng Tân Hưng. Anh dán khùng kêu chạy 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 chạy. Đây là 4 cái thùng mà lúc nãy giờ là tụi em đã kiểm tra lại hàng hóa và cũng mấy anh cũng là cân ký rồi đóng bao bì đóng gói rồi hết cho tụi em rồi. Rất nhiều đây cái thùng hàng đi Mỹ, còn cái thùng hàng dưới này là sang Úc. Bây giờ tới công việc cái giai đoạn mình quan trọng nhất, tính tiền. Tính tiền mình chậm. Ok, bây giờ thì tụi em đã đóng hàng xong hết rồi. Và bây giờ thì em có xin anh Huân là chủ của cái công ty giao hàng nhanh Tâm Việt đó, thì anh sẽ phỏng vấn, em sẽ phỏng vấn ảnh một số câu hỏi và để một cái số câu mà thường là cô chú anh chị mình hay thắc mắc á. Thì em chào anh, thì em tại vì em cũng gửi hàng ở đây là cũng đã nhiều lần rồi. Thì lúc đầu cái giá mà anh gửi cho tụi em á là cái giá mà gửi hàng thực phẩm á là nó cao hơn những cái mặt hàng khác đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thì giả sử như là anh có thể nói cho cô chú anh chị mình ở đây là giả sử như 5kg á thì mình muốn là cái giá là bao nhiêu? Đúng. Đó, hoặc là vì sao là cái giá nó cao như vậy? Thì hàng mà gửi đi không chỉ riêng Mỹ thôi mà các ngoài Mỹ thì các nước khác như Úc hoặc là Canada chẳng hạn, thì nó có nhiều mặt hàng thì nó đưa vào nhiều nhóm hàng khác nhau, thì nó phân biệt giữa hàng thường, hàng thực phẩm và hàng mỹ phẩm. Trong đó thì hiện tại là các cô chú anh chị đang sử dụng gửi cái hàng thực phẩm của chỗ mà cô chị Trinh gửi đến Mỹ. Thì cái hàng thực phẩm là lý do tại sao nó cái cước nó cao hơn cái hàng thường, và tại vì thứ nhất là hàng thực phẩm là Mỹ họ yêu cầu phải bổ sung đầy đủ các cái giấy tờ, chứng từ, hợp lệ để chứng minh được cái nguồn gốc sản phẩm của mình là sản phẩm sạch. Lúc đó mình mới được phép nhập khẩu vào Mỹ. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là ở Việt Nam hiện tại có một số hãng bay là họ bay được hàng thường nhưng không bay được hàng thực phẩm và mỹ phẩm. Những cái hãng bay mà họ bay được cái hàng mỹ phẩm á, với lại thực phẩm á, thì cái giá cước của họ nó trội hơn, cho nên bắt buộc mình làm dịch vụ á, thì mình cũng phải chịu theo cái khoản cước mà các cái hãng bay họ đã công bố ra. Đó là cái thứ hai. Cái vấn đề mà về các cái chứng từ mà để mà hỗ trợ mà mình có thể vận chuyển được hàng thực phẩm mà nhập khẩu xuống thì vào Mỹ á, thứ nhất là cái FDA, tức là cái giấy chứng nhận là thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch. Cái này là mình phải đóng theo cái khoản phí để làm FDA, tức là mình phải đóng cho hải quan, cho nên là nó sẽ góp phần đẩy cái giá cước lên cao so với hàng thường, tại vì hàng thường mà mình không tốt với mức phí này. Cái thứ hai là cái người ta gọi là cái MSDS, tức là cái phân tích thành phần của sản phẩm, trong đó là của anh là
cá, tôm hay mực gì đó thì toàn bộ những cái giấy tờ này là mình phải đóng phí đó. Dạ. Cho nên là giá thành nó tương đối cao. Một cái vấn đề mà nó làm cho cái giá thực phẩm nó cao ở đây nữa là về cái thời gian vận chuyển, là để được mà đảm bảo thì cái thực phẩm nó tới nơi mà nó không bị hư đó, không bị hư vì yếu tố thời gian đó, thì họ phải đạt cái chất lượng dịch vụ nhanh hơn theo gói cước mà họ đã ban ra, tức là trong vòng 3-4 năm này là hàng phải tới Mỹ. Dạ. Cho nên giá cước nó cao. Giả sử như là nếu mà mình gửi đi 1 ký thì là cái giá là bao nhiêu anh? Còn nếu mà mình gửi đi nhiều thì cái giá là cái trọng lượng mà gửi hàng đi á thì nó cũng ảnh hưởng tới cái giá cước rất là nhiều. Ví dụ như mà khi mình gửi 1 ký thì cái việc mà mình làm được 2 chứng từ là mình phải làm, mình gửi 5 ký thì cũng phải làm, 10 ký thì cũng phải làm, thì cái đó là nó cái mức phí là nó cố định rồi. Khi mình gửi 1 ký á thì cước của mình nó khoảng rơi vào khoảng 1.050.000 á. Ví dụ đây là mình đang báo thêm việc cho các bạn là ví dụ như chị gửi 5 ký thì cước nó chỉ có 2.300.000, nhưng mà mình gửi 10 ký thì cước nó khoảng 3.050.000. Thì cái đó là cái khi mình gửi càng nhiều thì cái giá cước trên 1 ký nó sẽ giảm cước. À, ở đây khi mà anh Huân nói là gửi 5 ký là 2.300.000 nhưng mà bởi vì khi mà em nhận của cô chú anh chị là một đâu gần là 2.500.000, 2.400.000+ á, thì ở đây có một cái vấn đề đó chính là khi mà mình cân ký á, thì 5 ký là nó sẽ vơi lên đúng không anh? Nó rồi, sẽ đội lên đúng không ạ? Đúng rồi, cái trọng lượng của chị Trinh mà mua hàng, bán hàng cá, tôm gì cho các cô chú anh chị á, tức là cái trọng lượng này nó chưa bao gồm cái trọng lượng đóng gói. Thì khi cái trọng lượng này mình đóng gói thì tất nhiên là ra ngoài sân bay là người ta sẽ cân luôn cái thùng chứ người ta không có cân cái hàng không, cho nên là cái trọng lượng nó sẽ tăng lên thì cước nó sẽ tăng lên theo. À, cho nên ở đây khi mà tụi em nhận tiền của cô chú anh chị là tụi em đã nhận luôn. Cái vấn đề là khi mà cái thùng hàng của mình nó dội lên, chứ không phải là chỉ có nhận là 2.400.000 đó mà tụi em lại có cái suy nghĩ khác thì không có. Thì ở đây là sẵn có anh Huân ở đây thì anh Huân cũng sẽ giải thích cho cô chú anh chị hiểu rõ luôn vấn đề này. Về chỗ của chị Trinh thì tại vì chị Trinh cũng là khách hàng thân thiết của bên em ha, thì về lâu dài thì sắp tới bên em có cái chính sách giá cước nó mềm hơn và có thể là nó sẽ giảm được cái chi phí cho bên chỗ chị Trinh rất là nhiều, cho nên cô chú anh chị mà mua hàng của chỗ chị Trinh thì yên tâm, ở thời gian tới mình sẽ có cái mức giá tốt hơn để hỗ trợ cái việc vận chuyển hàng đi nước ngoài cho các cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì sẵn là có nhiều cô chú anh chị khi mà hỏi em là vì sao mà cái giá cước nó mắc đến như vậy, thì ngày hôm nay là có anh Huân, anh là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tâm Việt. Dạ, vậy em hay gọi nhanh là công ty giao hàng nhanh Tâm Việt vậy đó, tại vì quen cái từ giao hàng nhanh rồi. Dạ, thì hôm nay là anh Huân đã chia sẻ cho cô chú anh chị biết luôn đó. Thì thật ra là trong kinh doanh em không hề giấu giếm gì cả về vấn đề là sạp cô của nhà em như thế nào, giá cả như thế nào, em đã đều có quay phim lên hết. Và ngày hôm nay thì cái giá đóng gói như thế nào thì em cũng có quay phim lên luôn. Cho nên là cũng có nhiều cô chú khi mà hỏi xong cái giá, xong cái em và nói với em là con ơi, giá cước thì nó hơi cao quá, cho nên là thôi thì cô hẹn lần sau khi mà cô có về Việt Nam thì cô sẽ hẹn gặp con. Thì em cũng rất là vui khi vấn đề đó, tại vì đơn giản là mình cũng biết là cái giá nó cao thiệt chứ không phải là không. Dạ, thì cho nên khi mà cô chú mà có nói như vậy với em thì em cũng rất là vui và rất là niềm nở chứ cũng không có gì hết. Dạ. Thì ủa anh, ngoài cái thực phẩm ra thì anh còn có những cái gửi hàng khác thì như thế nào? Bên mình thì nhận vận chuyển được rất nhiều mặt hàng á, giống như hàng ngoài hàng thực phẩm thì có thể chuyển được mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nói chung các kiểu, các món đồ mà quý khách có nhu cầu vận chuyển á thì bên mình đều chuyển được. Đi ngoài hàng cấm với một số cái thực phẩm nó liên quan tới thịt và trứng thì thật ra cái này ở Hoa Kỳ người ta hạn chế nhập, thậm chí là người ta không có cho nhập. Nhưng mà ví dụ như một số trường hợp mà cô chú anh chị cần để sử dụng vào cái mục đích cá nhân mà cần thiết quá thì bên mình vẫn có thể hỗ trợ để vận chuyển được cái hàng này, chẳng hạn như cô gà hoặc là chả bông, biết cô bò, yến xào gì đó, nhưng mà số lượng có hạn. Hoặc là thuốc tây thì ví dụ như cô chú anh chị cần thì cũng hỗ trợ được. Rồi thì em cũng cảm ơn anh là ngày hôm nay đã nhận lời phỏng vấn cho tụi em. Và tụi em tới đây là lúc là gần 12 giờ trưa, bởi vì hàng đến lúc nào thì tụi em sẽ đem đến lúc đó. Bây giờ là 12 giờ 15 phút, thậm chí là mấy anh em chưa ăn gì cả, mà mấy anh thì vẫn cứ đóng gói tiếp tụi em để hỗ trợ, để có thể là gửi đi sớm nhất cho cô chú anh chị mình nhận được hàng. Dạ rồi, em xin cảm ơn. Và cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái video ngày hôm nay của tụi em.
Nếu mà cô chú anh chị thích thì có thể like hoặc là comment phía dưới cho tụi em biết ý kiến nhé. Và đồng thời là đừng quên nhấn đăng ký để có thể nhận được nhiều video mới của tụi em. À, và ở đây thì công ty mình thì ở địa chỉ số bao nhiêu anh? Công ty của mình hiện tại trụ sở là ở 14/31B Văn Trung, phường 13 Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam ha. Mấy anh chị mà có quan tâm về dịch vụ vận chuyển thì cứ liên hệ với chỗ mình hoặc là cần trên thông tin thì có thể hỏi qua chỗ chị Tinh. Dạ, cô chú anh chị nếu mà cần cái gì thì có số phone của em rồi thì cứ comment ở phía dưới cho tụi em thì tụi em sẽ có gì sẽ nhờ anh Hùng á liên hệ lại cho cô chú anh chị mình dễ hơn. Thì rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.